Chào mọi người, mình là Trung. Hôm nay mình tiếp tục quay càng cao để cho mọi người lựa chọn nhé. Đây. Đấy. Đấy, mình nhìn sơ qua đây, rồi mình giới thiệu từng con nhé. Đây. Trước tiên cái gần này. Này, mọi người coi đi. Coi ngoại hình nhé. Đấy. Cái cần này á là cần hai đoạn nhưng mà nó có hai cái đọt nha mọi người, hai đoạn có hai đọt. Đây mình gửi cho mọi người coi. Đấy. Đây. Đây. Hai đoạn nhưng mà nó có hai đọt này. Đọt thứ nhất của nó này. Đấy, mình gắn vào đây. Đấy, hai đoạn nha. Còn nguyên xe à. Đấy. Bát này. Đấy. Tiếp. Cái đọt thứ hai này thì nó bị gãy cái đọt đào rồi nha mọi người. Đây, cái khuyên này, khuyên thứ hai của nó. Đấy. Đấy. Đó, rồi để mình đọc cái thông số của cái cần này cho mọi người nhé. Đấy. Cần này hiệu gì thì cũng chịu à. Không thấy. Cây này á nặng 220 g. Cái độc đào của nó thì 3 ly nha mọi người. 3 ly, độc đào 3 ly. Chiều dài của nó là 2,4 m. Đấy. Chiều dài của nó là 2,4 m. Đấy. Thu vào như thế này là 1,2 m nha mọi người. Thu vào như thế này là 1,2 m. Đấy. 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 Mình lấy dây xù mình quấn lại. Số 1 nha mọi người. Số 1. Đang nó có hiệu gì không? Này. Bộ số 1. Số 1 nha mọi người. 1 bộ này bán 500 nha mọi người. Số 1 500 nha mọi người. Này. Cần hai đoạn nhưng mà có hai đọt đào nha mọi người. Có thể thay qua thay lại được. Đấy. Tiếp theo là cái cần này. Này. Đấy. Cần này cần 3 đoạn nha mọi người. Thôi mình cũng không ghép vào nữa, mình giới thiệu luôn đây cho mọi người. Gỡ ra gỡ vô nó cũng mất công. Đây. Cần 3 đoạn này, khuyên này. Đấy. Đấy. Bát này. Bát gắn máy này. Đấy. Khuyên này. Đấy. Khuyên đầy đủ nha mọi người. Đấy. Khuyên đầy đủ. Đấy. Đó, đọc này, đọc lớn này. Rồi, để mình đọc có thông số của nó. Cái cần này á thì nó nặng 600 g. À, cái đọt tay của nó là 3,4 l. Kích thước đọt là 3,4 l nha mọi người. Chiều dài của nó là 3,6 m. Đấy, 3,6 m. Thu vào như thế này là còn khoảng 1,28 m nha mọi người. Thu vào như thế này còn khoảng 1,28 m. Đấy. Mình đọc có thông số cho mọi người. Đây là bộ số 2. Số 2 này mình bán 900 nha mọi người. Số 2 900. Cái cần này còn rất đẹp nha mọi người. Đấy. Cần này là cần Olympic đấy nha mọi người. Này, Olympic. Đấy. Tiếp theo đây, thằng này. Này thì đây là đúng y cái hộp của nó luôn.
nguyên cái hộp của nó luôn. Một cái nắp chụp đại phía trên này nó đây. Cần này cũng có hai cái đọt nha mọi người, cần hai đoạn, cần hai đoạn nhưng mà có điều là nó hai đọt đây, hai loại đọt đây, đây mọi người, đây. Hai loại đọt đấy, đây thôi, cần hai đoạn mà có hai loại đọt đấy. Bát này xoay di chuyển được nha mọi người, đấy. Cái hộp này hộp của nó luôn, hộp của nó luôn. Đấy. Đây. Cái cần này có thông số luôn mọi người này. Chiều dài của nó 1m65. Thu vào của nó thì khoảng cỡ 85 phân. Đấy. Đấy, đọc thì đọc mà 1 ly và 2 ly nhé mọi người, đọc 1 ly và 2 ly. Đấy. Rồi. Cây này cây số 3. Số 3 này mình bán 400 nha mọi người. 400. Số 3 400 nha mọi người. Rồi mình bán cho hết mấy cái cần máy luôn nha. Này tiếp theo cái cần này. Cây cần này dài 3 mét 4 đoạn nha mọi người. 3 mét nó 4 đoạn. Đấy này. Học của nó đây. Nó khuyên ẩn nha mọi người, khuyên ẩn nhìn rất là gọn đấy. Đấy. Nó mắc một cái khuyên chỗ này, mọi người về cột lại khuyên chỗ này nhé. Đấy. Khuyên. Đấy. Cần này cần Ryobi dài 3 mét 4 đoạn. Ryobi dài 3 mét 4 đoạn. Đấy. Thu vào của nó đoạn như thế này là 85 phân nha mọi người. Nó nặng 140 gram. À, đọt của nó thì 1 ly rưỡi nha mọi người, đọt 1 ly rưỡi. Đấy. Cần này là số 4. Vâng. Cái cần này bán 250.000. 250.000 nha mọi người. Tiếp theo. Đây, cái cần này. Đây. Đây là cần đơn nha mọi người. Cần đơn. Đấy. Mình nói luôn với mọi người là cần mình là đều cần bãi Nhật nha mọi người. Cho dù nó xuất xứ ở China hay là Taiwan hay Thái Lan hay Indonesia hay Hàn Quốc, tất cả là đều sản xuất xong xuất sang thị trường Nhật hoặc là trực tiếp ở Nhật luôn, nội địa Nhật luôn nha mọi người. Đấy. Nên tiêu chuẩn chất lượng đều tiêu chuẩn chất lượng của thằng Nhật nên mọi người yên tâm về chất lượng nhé. Đấy. Mình bán thì mọi người biết rồi. Vừa máy khoan, vừa cần cao đều tất cả đều bãi Nhật hết. Đấy. Đây rồi, để mình đọc qua. Cái cần này á nặng 200 gram. Cái cần này nặng 200 gram. Đọt của nó thì 2 ly nha mọi người, đọt 2 ly. Nó dài 4m rưỡi. Đúng cái rưỡi thu vào như thế này là 1m05 nha mọi người, 1m05. Đấy, thu vào như thế này là 1m05. Đấy, mình đọc thông số luôn cho mọi người. Cái cần này là cái cần số 5. Số 5. Cái cần này bán 200 nha mọi người. Đọc.
tiếp theo. Đây. Đây là cần đai hoa nha mọi người. Cần đai hoa, cần đơn đai hoa. Ba đoạn. Bốn đoạn, năm đoạn. Đấy. Cần đơn đai hoa. Đấy. Đọc cái thông số mà mình đo với mình cân được. Cần này nặng 200 g. Nặng 200 g. Đọt của nó thì 1 ly 3 nha mọi người. Đọt 1 ly 3. Chiều dài của nó là 3m9. Còn thu vào như thế này là 97 cm. Đấy, 97 cm nha mọi người. Đấy. Thu vào ngắn nhất là 97 cm. Đấy. Số 6, cái cần này cần số 6 nha mọi người. Số 6. Cần này mình bán 300. Đấy, cần đai hoa nha mọi người. Đai hoa. Tiếp theo. Đây, cần này. Đọc của nó đây. Hình như nó bị bể xí, một xí đọc chỗ này thôi. Không sao. Đây, người ta cũng cọc cước ngay đây đây. Cần này cần đơn nha mọi người. 3 đọc, 4 đọc, 5 đọc, 6 đọc. Có một cái đoạn này mắc cái gì mọi người, mắc cái gì á, này mắc một đoạn chỗ này cái gì á, mọi người về kiểm tra mình chỗ này có đoạn độc hay mới nó ra được một tí thế này, rỉ thì hơi cứng nha mọi người về kiểm tra mình đấy. Đấy. Đây này. Cần này thì mới đo thử tới ghi là 3m6. Ghi 3m6. Cần nặng của nó thì 160 g. Còn đọt của nó thì 2 ly nha mọi người. Đọt 2 ly. Thì thu chiều dài thu vào ngắn nhất á, thu vào như thế này là nó 1m02 nha mọi người, 1m02. Cái cần này cái cần số 7. Số 7 này bán 200. Số 7 200 nha mọi người. Tiếp theo, đây. Có cần nhỏ nhỏ này đây, rất là xinh. Nó rất là đẹp nha mọi người. Đây, mọi người đằng đằng này. Đấy. Đấy. Cái cần này nặng chưa đến nửa ram nữa. Chưa đến nửa ram nha mọi người. Quay. Chưa đến 50 ram, chắc khoảng cỡ 20 30 ram à. Chiều dài của nó thì khoảng 90 phân, khoảng 90 phân. Chiều dài của nó khoảng 90 phân. Cái đọt của nó là đọt này là 3 ly nha mọi người. Đồng này 3 ly. Đấy. Cái này cây số 8. Số 8. 8 này bán 120 nha mọi người. Số 8 120.000 nha mọi người. Tiếp theo. Theo. Đây là cái cần Olympic nha mọi người, cần Olympic. Đấy. Olympic. Cái cần này á là cái cần cước trong nha mọi người, cần cước trong luôn, rất là ngon. Đấy. Cần cước sọ bên trong cần luôn. Đấy. Đấy.
cước trong, sọ cước đây. Rồi, gắn máy. Rồi, để mình thu vào rồi mình đọc cái thông số cho mọi người nhé. Đây. Cái cần này nặng 200 gram. Chiều dài của nó là 39. Thu vào ngắn nhất là 88 phân. Đọt của nó là 2,5 ly nha mọi người, 2,5 ly. Đó. Cần này cầm chắc chắn lắm mọi người. Cần này cần số 9. Cần này mình bán 400. Số 9 400. Tiếp theo. Này, cần này. Cần này dài 3,9 mà bị mắc khuyên hết rồi. À, còn khuyên này, khuyên ẩn này. Đây. Khuyên ẩn đây. Này. Khuyên. Có mấy cái dưới này thì nhựa nó hơi bị tục ra nha mọi người, về quấn lại tí. Này, khuyên vẫn còn. Đấy. Chỉ có cái này là mắc cái khuyên thôi. Đấy. Chỉ có cái này mắc cái khuyên nha. Đọc mà cũng bị gãi một cái đọc đỉnh này nha mọi người, gãi cái đỉnh khuyên đỉnh rồi. Đấy, nên đặt luôn. Cái cần này đúng ra của nó là 3,9. Nhưng mà giờ nó bị gãi nó còn khoảng cỡ 3,6 3,7 gì thôi. Đấy, cần nặng của nó là 120 gram. Cái đọc của nó là ly đến ly rưỡi nha mọi người. Kích thước cái đọc là ly đến ly rưỡi. Đấy. Còn chiều dài, chiều dài của nó thì còn khoảng 3,6. Còn thu vào thì còn khoảng 92 phân nha mọi người, 92 phân. Cần này cần số 10. 10 này bán 180.000. Số 10 180.000 nha mọi người. Đỡ rồi, cái cần này bán giá rẻ lên cho mọi người mua nha. Đấy. Tiếp theo là cái gần này. Đấy. Gần này cần rất là chắc tay nha mọi người. Bát Fuji này. Đấy. Century chứ đây. Ồ, khuyên này. Nhìn đẹp luôn. Đấy. Cầm rất là ngon nha mọi người. Đây. Giờ mới thấy. Cái cần này là Olympic nha mọi người, Olympic. Korea, Olympic sản xuất ở Hàn Quốc. Đấy. Olympic, con này sản xuất ở nhà máy Hàn Quốc nha mọi người, xuất sang thị trường Nhật. Cái cần này nặng 340 gram, 340 gram. Cái kích thước đọt của nó là 3,2 ly nha mọi người, 3,2 ly. Dài, chiều dài của cần là 3,8 m. Thu vào ngắn nhất là 1,1 m. Cần này số 11. Cần này bán 500. 11, 500 nha mọi người. Rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video cần câu này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng cho mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người.